chỉ chấp mày 7 tiền thôi. Mày mất mà, mày mất 70, tao mất 100. Chơi không? Được chơi. Yeah. Đứa này không gần hơn. Cứ thằng nào ra cây xăng trước này. Cây xăng chớp đúng không? Ừ. Chơi. Nào. Đủ. Nó đi đường này bảo nhanh hơn đi đường kia. Một phát ăn ngay. Ra đến chỗ này chỉ được 2 cây là đến. Mấy chục ăn trăm chơi. Chơi với ngồi đấy. Quỳ hề bơm gái về. Nhanh muộn rồi. Đi đâu? Về đi làm. Ở đây làm gì quay hết cảnh như đây. Sang cái đâu cô? Quẹt nhéo đâu. Đấy, anh gửi ấy. Anh em bảo. Cái con xe của anh dọn được 4 năm nhỉ? Cái con xe của anh dọn được 4 năm nhỉ? Nhéo giờ được 4 năm luôn. Được 4 năm hả? Con xe giờ gì của anh dọn được 4 năm nhỉ? Tuy nhiên là dọn vừa mới dọn được mấy tháng. Lửa lắm hả? Ừ. Bảo rồi thằng này cứ cãi. Đi sang đấy. Đấy chưa? Đấy chưa? Không biết cái nhân hả? Làm gì đang làm ai chẳng nghĩ ở đây chơi.